Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Greenhill. Mình đã mình đã xem lại những cái video mà mình đấy là mình chưa có tập trung nhiều quá vào combat. Tập trung nhiều lắm về cái vụ chiến đấu trong game này á, cho nên là tập này mình sẽ yên tâm vô chiến đấu hơn xíu ha. Thì mình sẽ làm cái bộ giáp luôn, nguyên bộ luôn á, giáp bằng tre nè, kế bên không. Và mình sẽ kiếm một cái làng vô đấu với tụi nó, và thử coi mình có thể đấu được với mấy thằng nhân làng không á, hay là mình phải chạy á. Ê, cái này bay lại cái bị mệt. Rồi hoàn thành thử thách của bạn kia rồi ha. Trời, nhắm trúng con chim này không phải là chuyện dễ đâu, thách mấy bạn làm được luôn á. Hay quá, cười quá hay. Ủa tự nhiên, nó đi thổi là, ủa khoan, tiếng Anh à? Thôi kệ đi, không sao, đỡ hơn ngu tầm ngu, mã tầm mã ha. Giờ qua đây chắc là làm một mớ đồ ăn cái đi. Con stick với lại mấy cái kia hết hả? Rồi tính tôm tiếp. Tạm thời thì mình cần phải đảm bảo về đồ ăn trước nè, rồi sau đó sẽ làm hay làm giáp trước ta. Làm giáp trước hay hơn á, tự nhiên giờ ăn là bỏ ổ tại ăn xong nó sẽ tốn những cái thức ăn trong đây nè. Lúc mà mình làm giáp á thì thôi giờ mình làm giáp luôn đi, mình có thể xong khói thịt nữa, thử không, thử luôn á. Còn nhiều thứ mình chưa làm lắm mà mình muốn chừa lại một mớ á, để khi ra bản chính thức rồi mình sẽ làm luôn. Xong khói hình như là smoker nè, thì dễ làm lắm. Ok, rồi bây giờ mình đại thạch vô đây. Bị hư rồi, thạch cũng cóc á. Rồi mình cần đám lửa dưới đây nè, để đám lửa campfire thôi thôi, là lửa nhỏ thôi rồi. Đây, rồi để luôn thạch này vô. Đây nè, nó phải tao bật lửa trước rồi mới làm. Chạy lỡ rồi. Đi lên. Ok, còn hết rồi phải không? Mình đang thiếu gì không? Vẫn còn rất là đầy. Vì để mình làm cái đám lửa này ha. Mình không có nhớ cái làng nằm đâu, nó chắc đi đại. Như nhớ bên này có thằng nè. Đây rồi. Quên rồi, phải ngủ. Ngủ được mà, đâu sao đâu, có chỗ ngủ rồi, được rồi. Để lên ngủ tí con vẹt đó nè. Để này lên bắt lửa lên rồi, không có đồ để mình làm lửa rồi, vậy là phải xài mình phải đi kiếm mấy cái lá thuốc á. Trong này có ba loại giáp, đó là giáp Armadillo á, mình đang mặc nè, cái con mình giết á. Đây, giáp tre, giáp stick, đó là có ba loại à. Và tất cả đều cần lá chuối để làm. Cái này như có thể grab thành cái lưỡi câu hay gì nè. Oh man, lấy mấy ngu tầm ngu mã tầm mã này ra mới được. Rồi grab nè, lưỡi câu nè, làm cần câu á. Mà để làm được cái cần câu có hơi mệt. Thì phải kiếm được cái trái kia, nó hiếm lắm, nó nhỏ xíu à. Cái hạt á. Ồ, mấy cây mình chặt nó không có mọc lại nè. Tàn phá nguyên khu rừng luôn rồi. Ô khoan, chờ heo. Hài thiệt luôn. Quên nữa, còn giáp xương nữa. Đây là 3 khúc xương lên ha. Tí là giáp xương luôn. Trời ơi, harvest nè. Kế bên mà đi kiếm. Giờ đúng rồi. Rồi, sử dụng thì vô. Chị thề đi, chị thề nghe coi. Ủa sao nó không chửi ta? Nó hùng khùng xíu nữa chứ không có chửi. Ủa sao khói lâu dữ ta? Chắc phải ngủ một giấc á. Giờ ăn đỡ mấy con cá đi. Đây, angel fish nè, cá thiên thần. Làm bẫy mà không xài cũng như không á.
Ồ ồ ồ, ăn thẳng luôn à? Đã vậy? Tưởng phải thu hoạch chứ. Gì vậy? Ồ oh. Ngồi này quỷ đi. Rồi à, nước lọc sao rồi? Bốn gáp với lại nước, ok. Cá sao? Ồ hơi lâu á. Mình có đi săn không ta? Con gùa đây nè. Nó chơi này. Bây giờ mình làm cái giáp đi, giáp xương đi. Vậy nãy mình nói đó. Crap. Mặt hỗn tạp luôn. Rồi hai ông dây thần hay gì á. Oh. Yeah. Giáp mặt lum chân. Ờ. Hey. Oh man. Không làm được. Ý đúng rồi. Ờ này. Nhìn xuống ba. Không nhìn xuống sao đeo. Rồi. Này. Nằm ngang cho nên mình phải để nó ngang á. Nhiều ngu tùm ngu mà tầm máu quá rồi. Rồi. Trên này. Để qua tay bên này. Bụp. Đó, giờ còn hai chân nữa là xong. Khỏi cần mặc cái giáp ở giữa. Logic của game đó. Ý, ăn nè. Ồ. Nó xịu rồi tên nè. Ờ sao bắt con cá gì mà kỳ cục vậy? Ở bên kia chắc cũng có con rồi ha. Ở bên chơi. Ờ nãy mình tính làm giáp gì nữa? Ờ giáp tre nè. Chẳng có chúa đây làm luôn á. Còn mình cần dây thần, để lên đây lấy dây thần. Tiếc. Hai. Ba. Ú. Ba. Hai dây thần. Xong. Về craft giáp cũng dễ á. Mình không biết là cái giáp này nó có bảo vệ mình tốt không á. Để coi, tí nữa biết. Tới cái chân. Bụt. Quá đẹp, quá đẹp. Và cái cuối cùng là cái giáp này. Làm luôn nè. Hai stick. Ủa ba chứ lộn. À hai dây thần. Xong. Mình nghĩ cái giáp Armadillo á, cái giáp của con thú ăn kiến á, sẽ là cái hiệu quả nhất. Tại vì mình phải đi săn mới có được. Chứ là nhìn nó chắc chắn hơn nữa. Mấy cái này thì nó dễ vỡ quá, mong manh quá. Có giáp xương thì mình nghĩ là cũng rất là tốt quá. Để coi. Rồi. Không khó không chưa? Chưa nữa. Thức ăn rồi sao? What up? Ờ mình đã bắt cá bằng cách dùng cái giáo mà ta. Ta nãy giờ quên vậy. Cái gì vậy? Nhìn nhớ xíu vậy. The hell? Nhìn thu hoạch được không? Không. Rồi luôn, cái nhỏ xíu luôn. Hay thiệt. Thôi để mình làm cái giáo đi rồi nó bắt cá luôn ha. Sao đứng ở chỗ này mà. Ơ. Ồ ồ ồ. Ơ gì vậy? Gì vậy? Gì mất máu vậy? Ồ, cái thịt ngửi phải không? Phải nên coi lại tên. Ờ à, đúng rồi. Nó cái thịt ngửi á. Cá ăn thịt, chứ không phải cá ăn thịt người. Tất cả mọi loại thịt đều sẽ ăn hết. Ghê lắm. Thôi đi. Ồ mình biết thêm được cái chỗ này là cái chỗ chạy qua nè, khỏi bơi nè. Được không? Được nè. Nấu súp thịt ăn. Không biết dinh dưỡng cao hơn là nấu bình thường không? Chắc cao hơn mà ha. Rồi. Bụt. Ồ đúng rồi, chắc cao hơn á. Rồi ăn cái này. Ồ khoan ngủ cái đi ăn. Ngủ cho nó hồi này nọ lại nữa. Rồi luôn tới thôi luôn. Muốn đánh vào buổi sáng cơ. Ồ lấy theo. Ồ khoan để mình cầm lên cái. Coi thử nó có bị hư không á. Nếu để cho hành trang á. 3 ngày cũng lâu dữ. Ăn. 11 protein. What? Vậy mình nấu thành súp được không?
Đây. Mấy cái này vô. Không được. Ăn luôn. Ít xẻo à. Vậy là săn mấy con quỷ đi bò bò dưới đất là được hơn á. Mấy con chim với mấy con cá này chết, thức ăn quá. Ít protein á. Giờ ngủ giấc tới sáng luôn. Hồi lúc game này mới ra là có vừa là có tất cả đó, các bạn coi lại đi. Nó cho rất là nhiều đồ ăn. Nó hồi là nhiều lắm, hồi đầy luôn á. Đã lắm. Giờ nó đã nớp lại à. Chết xịu à. Đi săn thôi, đây có con gắn nè. Mình như giết rồi vậy á. Kìa kìa kìa. Một hit vô đầu thôi. Búp. Yeah. Rồi. Đó, suy thề đó. Bắt. Mà bắt lửa dễ quá. Bắt lửa quá trời dễ luôn ha. Rồi nấu lên. Tin. Lâu không? Cũng tầm tạm mà không không lâu lắm. Tỉnh mưa rồi được rồi. Ừ ha. Không nghĩ tới ha. Mưa cái là nát luôn. Đây còn gì không? Có rượu không uống được ha. Ồ chạy không mà chứ không phải rượu. Tiệm như có máy phát điện vậy á. Thế nào? Ờ mình hãy ngủ ở đây nè. Cho nó nấu cho nhanh á. Ờ ngủ đi, ngủ mớ đi. Giờ mưa rồi. Yeah. Ăn. Ăn. Quá trời nhiều luôn. Đầy luôn. Thiếu cáp thôi. Rồi luôn. Tắt lửa rồi. Hay. Giữ này đi. Rồi máu tạm thời cũng ổn rồi ha. Đi săn thôi. Mình sẽ chiến đấu bằng giáo và cung. Cung trước, giáo sau. Theo mình nhớ không lầm là hai hit vào đầu hay gì đó là nó sẽ chết. Bên này có con thằng nè. Ý ý. Ok. Đây có con thằng nè. Ô. Trời ơi. Mình nhớ chỗ này luôn luôn có con thằng nè. Bây giờ mất tiêu rồi. Chắc tại mưa nó chạy trốn. Game cũng cập nhật lại rồi mà. Và bên này hình như cũng có luôn nè. Ô. Rồi. Chưa có lưu lại. Trời ơi. Tại sao gọi ông chết nữa. Mà qua được cái chỗ này cũng hay á. Chính độc rồi ông chết thì tùm lum hết trơn. Nhớ chỗ này có đồ ăn nè. Ồ. Mấy đã bị hư rồi. Ui đây. Tôn. Thầy chưa có lưu lại rồi. Bảy giết người á. Ồ mình đi ngang sao. Ý. Bảy đi bắt thú á. Ồ đúng rồi đúng rồi, mà quên nữa quên nữa. Hay á. Quên chuyện này hoài luôn. Có đồ để chị đọc Rast chứ không phải là ông chết. Ồ, là ông chết đúng rồi. Đi lên, rồi, xong. Oh, oh. Trời ơi, nãy giờ bó tay luôn. Mình cứ nghĩ là mình không có đồ để mình chị hoài, trong khi mình chuẩn bị sẵn chân. Rồi, không bị mất máu đâu. Kiếm tiếp thôi. Cẩn thận dưới đất. Rast thì có thể chị được nhưng mà chưa có biết. Ồ, đây đây gừng mới nè. Mình biết tại sao mình biết không? Nó mượt á. Mình đang ở bên gừng mới á. Mình nhớ bên này có cái làng nè. Gần chỗ có tre là sẽ có một cái làng bự lắm. Yếu khi nào cái cầu đó không phải là người ta cập nhật vô không? Mà nó có sẵn từ ngay từ đầu rồi. Có thể lắm. Ờ. Tiếng là tiếng nhện gì á. Đây là đâu? Tôi là ai? Ôi. Hoài luôn á. Không có nét kịp. Qua đây chỗ cũ vậy. Không. Hình như vậy qua kia là hết rồi. Rồi chết ngắt. Chính bị cuộc đời. Bắt đầu thấy có dấu hiệu quen quen rồi đó. Ho 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 ho. Mày
bắn tao hả con? Ý vậy là thịt nó chi? Ủa nó cắn mình với bắn rồi nè. Để ha. Ý thịt hồn. Cây dừa. Ồ oh, ok. Rồi mình nhớ không làm là hai phát này nhiều thằng nhá. Trận chiến này sẽ đi vào lịch sử. Mình kiếm cái chỗ trống xíu. Rồi ngay cái đầu một hit. Chạy. Chiến trên này cũng trống xíu á. Gơ kìa. Con thằng bắn cung nữa kìa. Ê. À. Ô, đông lại rồi. Ok, rồi. Vậy thôi. Vậy đủ để hiểu rồi ha. Đừng bao giờ đánh mấy thằng dân làng. Tại nó rất là mạnh. Nó gõ mình có 2 hit à. Một phần là do mình không đầy máu nhưng mà lúc đó mình mặc giáp rồi đó. Một đấu một thì có thể là mình sẽ sống sót. Nhưng mà cũng vẫn mất máu thôi. Thôi vậy thì tập này mình sẽ dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào game khác. Bye bye.